Các em lên nhưng mà Covid nó sợ không đi. Nên là do thế các bạn nào có quê Bắc Giang không? Có thầy ạ. Ừ, đấy Bắc Giang bây giờ nó có cho đi ra khỏi tỉnh đâu mà lên lên học được. Ui, xã này sang xã khác giờ nó còn nhốt hết rồi thầy ạ. Ừ, thế nhưng mà nên là vấn đề học online bây giờ phải đang vẫn là cơ bản, sợ tuần sau là không sợ không, vì mà bên thầy là các cái môn thí nghiệm đang chết dở này, là vì hơi lần trước đã lùi lại mấy tuần rồi, bây giờ sắp xếp kín hết thứ bảy chủ nhật rồi mà bây giờ lại lại tiếp tục 2 tuần vừa rồi nữa, nên là ngay lắm này. Chưa biết nào để bù cho các em này. Ừ. Thôi cố gắng vậy, tình hình chung cả nước nó vậy thế. Rồi chúng ta bắt đầu thôi nhá. Thì buổi trước thầy đang dừng lại ở cái ví dụ, là một cái ví dụ mà chúng ta gặp rất nhiều, nhất là ai mà đi xe buýt nhiều thì thấy ngay, đó là cái mở cửa xe buýt dùng một cái xi nhan khi lén hai tác động kết hợp và hai cái nút điều khiển PB1 và PB2. Là PB1 là để đóng, PB2 để mở. Ta có thể đưa ra hai cái giải pháp. Một là ta dùng một cái van điện từ tác động hai phía, và một cái là van điện từ tác động một phía để thực hiện, để đóng mở cái cửa này. Thế thì cái sơ đồ thì các em biết rồi. Ở đây là chúng ta dùng phương pháp là điện khí nén, nên là cái sơ đồ khí nén nó rất là đơn giản. Tuy nhiên nó sẽ có thêm một ít phần điện để nó điều khiển. Đặc biệt hơn là loại này kết cấu có rất nhiều ưu điểm nhưng có nhược điểm là vấn đề an toàn trong các cái khu vực mà nếu như có cần phòng cháy nổ hoặc là các cái cơ cấu an toàn đặc biệt thì người ta không sử dụng này. Thì đối với trên hai cái phương án này, người ta đang sử dụng hai cái van khác nhau. Một là cái van 5 cửa 2 vị trí điều khiển bằng điện từ tác động hai phía, và một cái là van 5 cửa 2 vị trí điều khiển bằng điện từ tác động một phía và hồi về bằng lò xo. Thì dùng hai phương án tính năng làm việc như nhau. Tuy nhiên với phương án là sử dụng van 5 cửa 2 vị trí điều khiển một phía bằng điện từ hồi bằng lò xo thì ta phải bổ sung thêm một cái linh kiện, đó là linh kiện cái dơ le trung gian ký hiệu là R. Mà cái dơ le trung gian thì buổi trước thầy đã giới thiệu các em rồi, nó sẽ gồm có hai phần chính. Một là cái phần nhận tín hiệu điều khiển là chính là cuộn hút, và cái thứ hai là cái cặp tiếp điểm. Thì nhìn vào cái sơ đồ mà dùng dơ le trung gian ở bên phải đấy thì chúng ta thấy nó có rất nhiều cái ưu điểm. Cái ưu điểm ở đây là nó dùng luôn một cái mạch duy trì trên dơ le, và khi nào chúng ta sẽ cắt mạch duy trì thì nó sẽ tự động bằng cơ khí hồi về. Thì đây là một trong những cái ưu điểm của cái dơ le trung gian. Thế còn phương án 1 là thì cái van 5 cửa 2 vị trí tác động hai phía thì nó nhà sản xuất người ta phải thiết kế và chế tạo là gọi là bộ tự nhớ, tự duy trì. Và cái bộ tự duy trì này thì cái độ tin cậy nó không cao. Tức là ví dụ ta ấn cái nút PB1 thì làm cho cái Y1 có tín hiệu, và khi chúng ta nhả hay là chúng ta không cấp tín hiệu Y1 thì nó vẫn duy trì ở tại cái trạng thái như vậy. Và khi nào chúng ta cấp tín hiệu cho Y2 thì lúc đó nó chuyển trạng thái từ cái trạng thái thứ nhất sang trạng thái hai. Đấy thì nó có khác biệt như thế. Và vì nó tự duy trì nên là cái mức độ an toàn có thể là nó sẽ không ổn định. Đấy, đấy là cái ví dụ này. Bây giờ chúng ta mới đi vào cái bài hôm nay, là chúng ta sẽ đến là điều khiển phối hợp cái hoạt động, hay là cái khác là đây là cái phương án mà chúng ta đưa ra một cái trình tự làm việc của một cái cơ cấu chấp hành. Từ cái trình tự làm việc đó thì chúng ta mới sử dụng các cái phần tử điện để chúng ta
hoàn thành cái quy trình đó cho nó, hay là phối hợp, hay là gọi là cho nó xong một, thực hiện được một cái quy trình hoạt động của một cái mạch khí nén hay là của một cơ cấu chấp hành. Ở đây cơ cấu chấp hành là gồm một cái xi lanh. Xi lanh này làm nhiệm vụ là khi có tín hiệu thì bê tông sẽ dịch chuyển ra, hay là cái cần bê tông hay là bê tông sẽ chuyển động tĩnh tiến đi ra ngoài. Và khi tĩnh tiến tới cái tiếp điểm hay gọi là đến cái cảm biến vị trí NS1, khi chạm vào cái NS1 thì nó sẽ tự động lùi về ban đầu và xong một cái chu trình. Tức là cái chu trình là ấn nút cái thì bít tông đi lên đến chạm tới cái điểm đó thì đi về. Thế thì còn cái chạm đó là hành trình gần hay là ngắn hay là dài thì phụ thuộc vào cái công tắc hành trình. Và cái công tắc hành trình ở đây người ta còn có thể gọi là cảm biến hành trình cũng được. Đấy. Thế thì ở đây thầy đưa ra hai phương án là để hoạt động của cái cơ cấu chấp hành xin anh, đó là dùng một cái van 5 cửa 2 vị trí điều khiển bằng điện từ hai phía, và một cái trường hợp là van 5 cửa 2 vị trí điều khiển bằng điện từ nhưng một phía. Thế bây giờ từ cái sơ đồ này thì để các em vài phút, 1-2 phút các em nghiên cứu qua cái mạch điều khiển, để sau đó sẽ mời một em sẽ trình bày hộ là xem cái hoạt động, cái sơ đồ đó, cái hoạt động đó như thế nào. Thì đây mới đang tập cho các cái sơ đồ đơn giản. Về cái cuối cái chương này thì chúng ta vào các cái sơ đồ phức tạp hơn, nó có nhiều các phần tử và có thể là hoạt động theo một cái trình tự như chúng ta đặt trước nhá. Thế bây giờ thầy để 1-2 phút xong rồi mời một bạn lên trình bày. Nào tí nữa mời một bạn, nào bạn nào có xung phong không? Hay là để thầy gọi? Để thầy gọi. Okay. Em ạ. Ừ, thế em trình bày luôn đi để mình sẽ... Rồi em phải trình bày đi. Ở cái sơ đồ đầu tiên ạ. Ừ, sơ đồ phương án 1 là dùng van 5 cửa. Khi mà nhấn P1 thì cũng hút một sẽ hút và sẽ kích hoạt cái công tắc I1. Hoạt cái nút cái điều khiển từ I1 đấy. Thì lúc này sẽ van sẽ đi từ, thì lúc này dầu sẽ đi từ khí sẽ đi vào buồng xin anh. Khí nén. Khí nén sẽ đi theo để piston sang bên phải. Sang bên phải rồi. Sau đó sẽ chạy vào công tắc hành trình, nếu mà đi quá sẽ chạm công tắc hành trình. Chạm công tắc hành trình sẽ kích hoạt R2. R2. Thì lúc đó sẽ I2 sẽ hoạt động, thì lúc này piston sẽ lại di chuyển sang bên trái. Tức là chạy về đuôi hành trình. Thế R1, R2 là cái gì các em có biết không? Là cái cuộn hút của relay. Đúng rồi, tức là cuộn hút của rơ ne. Đây là rơ ne trung gian. Thế còn nó cái R1, R2 ở trên đó là các cái nối tiếp với I1, I2 là các cái cuộn tiếp điểm. Cái cặp tiếp điểm để khi chúng ta mà dùng đến cặp nào thì khi có tín hiệu thì các cái cặp đó nó sẽ chuyển đổi từ tín hiệu thường đóng sang thường mở. Rồi. Thế thì ở đây cho thầy hỏi một câu nữa về cái mạch này. Là với cái mạch này thì em thấy cái hệ số an toàn ví dụ đang sử dụng, tức là cái cần nó đang đi ra, bê tông đang đi ra, thế thì chúng ta nhìn thấy nó nguy hiểm, chúng ta muốn dừng khẩn cấp thì ta phải thêm gì vào đây để dừng khẩn cấp em? Em giật tốp ở chỗ nào bây giờ? Em thấy mắc nối tiếp với cả P1 đúng không thầy? Nếu mà lắp trường hợp là lắp nối tiếp với P1 thì khi chúng ta ấn cái P1 một cái thì trước là lúc này là ấn cái ra rồi thì là trước là cái tín hiệu của cái R1 nó sẽ là đi ra luôn, đúng không? Thế thì nó đi ra luôn thì
nó luôn luôn là mình bỏ cái B1 ra nó vẫn đi, vì lý do cái van này là van tự nhớ, nên mà lắp lối tiếp với B1 thì có tác dụng không? Em lắp như thế nào mà để nó thực hiện được cái đấy? Nào các bạn nào có cái sáng kiến hay là có cái ý kiến nào mà để chúng ta lắp vào một cái van an toàn, hay là có một cái hay nút bấm khẩn cấp, ví dụ là xin anh nó đang đi ra nhưng mà chúng ta nhìn thấy nguy hiểm quá, ta phải dừng lại khẩn cấp, hay là nói là phải tác động cho nó tự nhiên cái cần bít tông phải chạy ngay về vị trí ban đầu. Thế bây giờ chúng ta phải làm cách nào? Nào các bạn nào cho ý kiến nào? Nào bạn Bùi Vinh Quang có phương án nào không? Dạ em vừa mới bảo là lắp nối tiếp với thầy. À Vinh Quang vừa lắp nối tiếp à? Vâng ạ. Ừ thế thì lắp nối tiếp thì có được không? Lắp nối tiếp với cái B1 thì em ấn một cái đúng không? Vâng ạ. Thì mình nhả ra thì nó vẫn mới đi mà, đúng không? Vì nó duy trì. À thế chưa là có cách nào nữa không Quang? Em ban đầu em nghĩ là kiểu mình lắp nối tiếp thì mình bấm một lúc đấy thì nó sẽ ngắt luôn cái kiểu như ngắt thêm cái P2, thì lúc đấy mình bấm về P2 thì nó ngắt luôn cái chương trình đi của nó rồi ấy thầy. À không, nhưng mà bây giờ em ấn nút B1 cái nhá. Vâng. Ấn nút B1 là sẽ R1 sẽ làm việc, R1 làm việc là I1 làm việc là nó đi luôn không? Em bỏ B1 tay ra B1 ra là nó vẫn đi như thế cơ mà. Là vì cái duy trì cái van này nó tự duy trì cơ mà, đúng không? Chứ không phải là em giữ luôn B1 đâu. Thế bây giờ mình là nhìn thấy à, bỏ B1 ra rồi, van nó vẫn chạy, khi nào nó chạm cái NS1 thì nó mới quay lại. Thế bây giờ mình phải nghĩ cách là à, bây giờ làm thế nào để cái NS1 đó, ấn cái NS1 đang biến thành thường đóng, nó đang thường mở thành thường đóng là xong. À có, em mới có hai vị trí để lắp được. Hai vị trí để lắp. Nào bạn Cao Xuân Tiến có nhìn thấy hai vị trí lắp không? Tiến đâu nhỉ? Cao Xuân Tiến đây. Dạ. Ừ, em nhìn qua sơ đồ đấy. Để bây giờ để cho nó an toàn lắp cái công tắc dùng khẩn cấp làm thế nào? À, thầy em không nghe rõ. Cái sơ đồ thứ nhất nhá, dùng em nhìn thấy sơ đồ thứ nhất chưa? Vâng. Ừ, thế bây giờ là thầy muốn lắp thêm một cái công tắc hay là một cái nút ấn để dừng khẩn cấp, cho là khi có sự cố đang xin anh đang đi ra ấn nút một cái nó chạy về ngay vị trí ban đầu. À, thế bây giờ lắp vào đâu? Lắp thêm nữa. Trên sơ đồ này bây giờ ta lắp thêm đấy. Lắp song song với LN1 ạ. À song song. Và nút thường đóng hay thường mở? À, nút thường mở. À thường mở. Rồi sẽ còn vị trí nào nữa không em? Còn vị trí nào nữa không? Có hai vị trí có thể lắp được. Thứ nhất là lắp một cái nút thường mở tại NS1 là được rồi. Tức là khi lúc đó chúng ta ấn vào đó thì NS1 nó sẽ coi là cấp điện ngay cho R2. Và R2 có thì I2 sẽ có điện, và I2 có điện thì nó sẽ lùi về. À được ngay. Thế còn trường hợp nữa, lắp chỗ nào nữa? Không lắp vào NS1 lắp chỗ nào? Lắp ở I2 luôn. Lắp ở I2 ạ. Lắp song song với cái chỗ R2 đấy ạ. À, đúng rồi. Ở cái ví dụ trên, nếu như chúng ta cần an toàn, chúng ta sẽ lắp vào đó hai vị trí, một trong hai vị trí. Một là một cái nút thường mở tại song song với NS1 hoặc là tại song song với R2, ấn một trong hai có cái đó thì tự động cái xin anh nó sẽ chạy về ngay. Rồi. Thế cái ví dụ này các em có thấy có ý kiến gì cái ví dụ này không? Nào thầy lại mời tiếp bạn Đinh Văn Khoa. Khoa có đấy chưa? Em có. Ừ, thế bây giờ em lại trình bày nốt cái sơ đồ nguyên lý ở bên tay phải, cái sơ đồ mà dùng một cái van khí nén 5 cửa, hai vị trí điều khiển điện từ một phía, à sơ đồ điều khiển ở phía dưới. Đây, nguyên lý hoạt động giống hết bên kia. Đó, bây giờ em phải trình bày họ nào. Nào thì trình bày họ cái nào. Khoa trình bày đây.
khóa được rồi, chưa trình bày được à? Khóa đâu? Khóa đâu nhỉ? À, lại vắng rồi. Alo, à, vâng, ngay xong đi đâu mất rồi. À, xem làm sao đây. À, nhà em mạng lag quá. Rồi, thế rồi, thôi thì lag quá thì chúng ta lại phải nhờ bạn khác vậy. Nào, mời bạn khác nào. Em thầy, em trình bày. Ừ, nói đi em ơi. Ừ, thầy ơi, slide nhảy. Ừ, chứ là slide bị nhảy, chắc là để mình quay lại nào vì. Rồi, em trình bày đi em ơi. Theo em là khi mà nhấn nút B1 thì ừ, là nhấn nút B1 thì là I1 cũng hoạt động thì là cái cơ cấu chấp hành là đi sang bên phải. Ừ. Nếu mà chạm vào LS1 thì là R2 sẽ hoạt động và R2 sẽ đang thường đóng hành thường mở. Ừ. Thì ngắt luôn cả cơ cấu hành trình đứng nguyên tại vị trí á, không trả về. Thế là đứng nguyên vị trí không lùi về ạ? LS1. Vâng. Thì em nghĩ là R2 đang thường đóng, bây giờ mà chạm vào LS1 thì là nó sẽ thường mở. Ừ. Thường mở thì R1 cũng không hoạt động luôn thì là đứng nguyên tại vị trí. À thế. Nào thế thì chưa đúng rồi em. Rồi mời bạn khác thế nào, bạn nào khác bổ sung cho bạn Khoa nào, chưa đúng rồi. Chưa đúng rồi em Khoa. Em xin trình bày. Ừ, nó mới em nào. Em gọi là khi mà mình đóng P1 thì cấp điện cho con R1 thì làm cho cái van xã I1 xã thì làm cho xe đi sang bên phải ạ. Đúng cái rồi. Thông đi sang bên phải ạ. Đúng rồi. Thì khi mà chạm vào cái LS1 ấy thì R2 đang thường đóng ạ, thành thường mở ạ. Ừ. Thì khi đấy thì họ nó sẽ không bơm I1 nữa. À. I1 sẽ không bơm nữa và nó sẽ tự hồi về. À đúng rồi. Thế thì cái cụ R1 này rồi cái P1 này, R2, R1 đấy, cái cụm đấy người ta gọi là cụm gì đấy, không biết không? À, mạch giữ ạ. À đúng rồi. Mạch duy trì. Ừ, hay người ta gọi là mạch duy trì. Vâng. Vâng. Tức là ở đây với cái sơ đồ số 2 này thì chúng ta thấy là xuất hiện một cái mạch duy trì. À, mạch duy trì này là khi chúng ta ấn nút một cái B1 làm việc ngay. À, B1 thì R1 làm việc và lúc này cái cặp có tín hiệu vào R1 thì đồng thời là hai cái cặp tiếp điểm thường mở thành thường đóng, một cái là làm nhiệm vụ duy trì hay là tự giữ đấy, còn một cái là để điều khiển cái cuộn hút của van 5 cửa hai vị trí điều khiển một phía I1 làm việc và sẽ đẩy bê tông đi. Đến khi nào chạm cái công tắc hành trình NS1 thì lúc đó nó mới gì cấp tín hiệu cho cái rơ le R2. Và lúc này khi R2 có tín hiệu thì cái nút thường mở R2, cái cặp tiếp điểm M2 sẽ tự động sẽ là mở ra. À, thì sẽ thực hiện được luôn cái quá trình là lùi về. Thế thì ở đây các em nhìn thấy cái R2 ở đây có gì đặc biệt không? R2 có gì đặc biệt không? Các em nhìn thấy cái nút R2 có gì đặc biệt không? R2 là thường đóng. À, đúng rồi, nó là thường đóng. Mà nó là cái cặp tiếp điểm của R2, đúng không? Nó thường đóng khi có tín hiệu nó sẽ thành thường mở. Nhưng R2 này nó lại ký hiệu gần giống cái P1, đúng không? P1 là thường mở, nhưng R2 là thành thường đóng. Thế thì cái R2 này nó sẽ là tương ứng với cái gì? Này giống cái kiểu hồi về ấy này. Tức là đây là trường hợp nếu chúng ta dừng khẩn cấp thì mình nếu ấn được này. Ừ thì nếu như cái ví dụ 1 là chúng ta phải lắp thêm, đúng không? Chúng ta phải lắp thêm hai cái, một trong hai cái vị trí
Thế còn bây giờ thì làm sao? Bây giờ thì là chúng ta gì? À, nếu như cái R2 là một cái con rơ len đặc biệt, con rơ len đặc biệt, thì cái cặp tiếp điểm R2 đó, nó ngoài tác động bằng cơ khí, có thể tác động bằng điện. Cơ khí chứ là tạo nút ấn. Đấy. Thế thì ở cái sơ đồ 2 thì nó có ưu điểm là nó sẽ có một cái mạch duy trì. Mạch duy trì, đồng thời là chúng ta sẽ khi cắt mạch duy trì thì nhờ cái lực lò xo nó sẽ về đúng vị trí của chúng ta cần ban đầu. Thì đấy là cái mà với cái sơ đồ hay là đối với một cái mạch điện khí nén mà có một cái chu trình hoạt động cố định, nhưng sẽ điều khiển cái chu trình đó bằng công tắc hành trình và thay đổi hành trình làm việc của cấu trúc hành bằng cách là thay đổi vị trí của công tắc hành trình, thì chúng ta sẽ được cái hành trình hay là được cái chuyển vị đúng như mong muốn của chúng ta. Đấy là cái dạng thứ nhất. Bây giờ sang cái dạng thứ hai, vẫn là cái ví dụ đó, nhưng bây giờ ta đổi cái công tắc hành trình bằng hay là cái cảm biến vị trí bằng một loại cảm biến vị trí đặc biệt hơn, à, ký hiệu là RS1 mà lắp lên trên vỏ xi lanh. Thì ở đây các em xem là, à, cái RS1 là loại cảm biến gì, là loại cảm biến gì và yêu cầu cái xi lanh có gì đặc biệt không đấy. À, đầu tiên chúng ta nghiên cứu cái đấy trước, cái cảm biến trước, sau đó chúng ta đi vào sơ đồ. Nào mời bạn, mời bạn nào nào nhìn vào sơ đồ, chúng ta thấy là cái cảm biến RS1 là loại cảm biến gì và từ đó yêu cầu cái xi lanh của chúng ta có gì đặc biệt không. Nào mời bạn nào nào, cảm biến RS1. Cảm biến từ đúng không thầy? À đúng rồi, là cảm biến từ, hay nó còn gọi là cảm biến gì nhỉ thầy? Hôm nọ thì giới thiệu có ba loại ấy, là cảm biến gì đấy? Cách. Có ba loại là cảm biến gì nhỉ? Còn cảm biến chưa nhớ kìa. Cảm biến, cảm ứng từ. Ừ, là cảm biến từ rồi. Thì hôm nọ thầy giới thiệu mấy loại cảm biến. Cảm biến tiệm cận ạ. À, nó là cảm biến tiệm cận. Thế trong cảm biến tiệm cận nó có ba cái phương pháp. Phương pháp một là gì nhỉ? Là cảm biến gì? Dùng ánh sáng gọi là cảm biến gì nhỉ? Cảm biến quang. Quang. Quang này. Thứ hai là cảm biến từ này. Thứ ba là cảm biến gì nhỉ? Điện dung. Điện dung. Thì ở đây chúng ta đang dùng cảm biến từ. Thế thì đã dùng cảm biến từ thì cái xi lanh lắp lên trên vỏ của cái xi lanh thì xi lanh có phải cần đặc biệt không? Là một kim loại ạ? Không phải là kim loại. Nếu mà xin anh làm kim loại thì cái từ nó chạm vào thì đến lúc nào nó cũng tiếp xúc mất. Ở đây thì làm bằng nhôm, xin anh làm bằng nhôm rồi. Nhưng cái quả bít tông có cái gì đặc biệt? Mà trên ví dụ trước này là đang đưa cho các em rồi đấy. Mà nó lắp rất nhiều ở trong thực tế. Cái quả bít tông nó phải làm gì cả? Phải có vật liệu từ tính chứ nhỉ? À đúng. À, xin anh ở đây nó phải là xin anh đặc biệt một chút. Trước là cái xin anh đó, trong cái xin anh ở trên cái bộ bít tông đó, người ta phải gắn vào đó một cái miếng nam châm hay một cái vật liệu từ tính ở trên cái gắn trên cái quả bít tông ấy, ở trong lòng của xin anh ấy. Còn đâu cái xin anh của nó là thường là làm bằng nhôm hay là cái vật liệu không dẫn từ. Thế thì cái cảm biến từ này nó sẽ lắp ở lên trên cái vỏ, nó là một miếng rất là nhỏ, có thể là chỉ bằng ngón tay thôi, đặt lên trên đấy. Và cứ khi nào quả bít tông nó đến cái vị trí đó hay là cái miếng từ đó có đến là cảm biến phát hiện. Và thường ở đây cảm biến này là dùng cảm biến thường mở, và khi có tác động một cái thì nó thành thường đóng, và người ta hay lắp vào đó một cái con led màu đỏ. À, đến đó đèn led nó báo hiệu sáng màu đỏ, à điều đó chứng tỏ là à ta đóng mạch rồi. À, đấy đấy là cái dùng cảm biến này. Thế thì từ cái cảm biến, em nắm được cảm biến và nắm được cái hoạt động của xi lanh rồi, thì bây giờ em mới đi vào cái nguyên lý hoạt động, nguyên lý hoạt động của cái sơ đồ này xem nó có gì đặc biệt không. Cái này nó có giống cái sơ đồ thứ hai vừa rồi đấy đúng không, là một bạn để trình bày xem nào. Nào mời bạn nào, là bạn nào xưng phong nào, hay là để thầy lại mới gọi một bạn mà
ấy đây nào, thầy mời một bạn thế nào. Nào mời Đỗ Thiên Định à? Định đâu rồi? Có em. Ừ, em thử trình bày cái nguyên lý hoạt động thế nào. Nguyên lý hoạt động thì ta có nút ấn P1 thường mở, khi mà ta ấn P1 thì là cái tiếp điểm R1 nó sẽ dính vào làm quận hút R1 hoạt động. Quận hút I1 hoạt động. Thì Lanh đi sang bên phải. Ừ. Và đến đến cảm biến piston, đến cảm biến điện từ thì nó đóng cái RS1 ạ. Đóng RS1 rồi. R2 quận R2 hoạt động. À R2 hoạt động. Ngược lại. R2 hoạt động thì làm sao? Thì Lanh đi hồi lại ạ. Là có hồi lại được không? R2 hoạt động thì cái gì tiếp điểm R2 làm sao? R2 hoạt động tiếp điểm R2 mở. Ừ, và R2 phải mở trước là nó phá cái mạch duy trì đi chứ thì nó mới về được chứ, còn nếu không thì nó không về được đúng không? Thế thì ở cái mạch này thì các em thấy là chúng ta có thể điều chỉnh hành trình của cái bít tông bằng cách là điều chỉnh cái gì đấy? Điều chỉnh cái vị trí của cảm biến. À, chính là điều chỉnh cái cảm biến RS1. Nhưng ở đây lại chưa có cái gì nút dừng khẩn cấp đúng không? Thế là ở đây vẫn chưa có cái nút dừng khẩn cấp. Thì nếu như cần thì các em sẽ phải bổ sung vào đây một cái gì nút dừng khẩn cấp. À, nút dừng khẩn cấp ở đây thì nắp chỗ nào cho nó hợp lý các em? Nút dừng khẩn cấp với nắp ở đâu? Song song với S1. À, một là song song với RS1 hoặc là song song với cả cái R2 đúng không? Lắp nối tiếp R2. Lắp nối tiếp R2. Thì khi đang đi chúng ấn nút R2 cái thì nó sẽ là mở ra. À, đấy là cái ví dụ mà dùng cảm biến từ để hay là cảm biến tiệm cận để chúng ta điều chỉnh cái hành trình làm việc của xi lanh. Và bây giờ thì từ hai ví dụ trên ta mới đi vào một cái ví dụ là một cái sơ đồ cấp phôi tự động bằng một cái xi lanh khi lén hai tác động, nhưng ở đây ta sẽ dùng hai cảm biến tiệm cận dạng từ đó lắp vào hai cái hành trình hay là lắp vào cái đoạn hành trình làm việc. Thế thì bây giờ từ cái đó, bây giờ các em nhìn vào sơ đồ, nghiên cứu một tí, cho các thầy cho vài phút để các em xem, à với cái cách lắp như vậy thì nó làm việc được như thế nào. Cái thứ hai là với cái cảm biến RS1 nó làm cái nhiệm vụ gì chúng ta bỏ đi có được không. À đấy nha, để các em vài phút các em sẽ nghiên cứu xong thầy lại gọi một bạn hoặc là bạn nào xung phong thì xung phong, hoặc là thầy sẽ gọi xem là cái hoạt động, nguyên lý hoạt động nó làm sao. Rồi bây giờ mời các em.
Nào bạn nào xung phong nào. Nào bạn nào. Nào bạn nào xung phong nào nhỉ? Em. Ừ, mời em trình bày nào. Em thấy là khi xin anh ở vị trí ban đầu là RS1 thì là lúc đầu ta ấn nút đi, ấn nút thì xin anh đang ở vị trí RS1 thì cái RS1 trên sơ đồ này sẽ đóng lại. Thì cái R1 bên kia nó cũng đóng thì quận R1 nó sẽ làm việc đẩy xi lanh ra bên phải. Đúng rồi. Thì khi mà cái piston đến vị trí RS2 thì là R2 nó mở. Sẽ R2 sẽ làm việc. R2 làm việc. R2 làm việc thì cái tiếp điểm R2, tiếp điểm R2 nó sẽ mở. Ừ. Thì nó sẽ ngắt mạch Grid Chi và xi lanh hồi theo chiều ngược lại. Ừ. Và rồi cảm ơn em rất nhiều. Nào thì thầy hỏi là cái cảm biến RS1 ở đây nó lắp vào đây vị trí gì và có yêu cầu đặc biệt gì không? Nó cũng như R2 thôi. Em nghĩ là RS1 lắp vào để nó đảo chiều xi lanh liên tục. À, ở đây có đảo chiều liên tục không? Có, khi mà nó hồi RS1 thì nó lại đi sang phải, đến RS2 nó lại sang trái. À, khi chạm cái RS1, khi chạm vào cái RS1 thì nó đang biến thường mở thành thường đóng, đúng không? Thế bây giờ nếu như nó chưa vào vị trí đấy thì làm sao mà chúng ta có thể là cái start kia chúng ta đang mở cơ mà. Kể cả cái RS1 nó đóng vào rồi thì cái start kia có ấy được không? Cái start kia nó đang mở thì làm gì sao mà nó cứ chạy liên hồi được. Em nhìn thấy cái RS1 chưa? Giả sử bây giờ là gì? Là RS1 chúng ta đang ra khỏi cái piston, nó ra khỏi thì RS1 thế là thường mở. Thường mở thì ấn nút start cũng không có tác dụng gì cả, đúng không? Vì nó mở rồi. Thế RS1 đây dùng làm gì các em? Và yêu cầu lắp của RS1 đây là có cái yêu cầu gì đặc biệt không? Nào bạn nào, về nguyên lý thì em trình bày được rồi. Tuy nhiên là thầy vẫn coi là để là cái RS1 là ở đấy là trường hợp là đang là thường đóng. Đang là thường đóng nhé. Thì lúc đó mình ấn cái start thì mới được. Thế bây giờ giả sử chúng ta bỏ cái RS1 đi thì nó có mạch có làm việc được không? Thứ hai là lắp RS1 phải yêu cầu như thế nào thì nó mới hoạt động được, chứ không thì cũng không hoạt động được đâu. Nào mời bạn nào nào. Nào thầy mời lại phải nhờ thêm một bạn nữa nào. Là mời bạn em một với bạn nào, bạn ấy ít phát biểu một tí nhỉ. Nào bạn mời bạn Vũ Đăng Hoa đâu rồi? Hoa đâu nhỉ? Dạ có ạ, có em ạ. Thì nhớ con đã nghe được câu hỏi thầy hỏi chưa? Thầy hỏi là giá F1 có tác dụng gì? Ừ, và gì đó. Ừ. Xin lỗi các bạn một tí nha, xin lỗi các bạn một tí.
À, xin lỗi các em tí. À, chúng ta lại quay lại bài một tí. Nào, mời bạn Hoa Hòa này, Vũ Đăng Hoa có trả lời được cái câu đó không em? Hoa đâu nhỉ? Có em ạ. Ừ, em cái câu thầy vừa hỏi đấy là cái RS1 bây giờ nó làm nhiệm vụ gì, chúng ta bỏ đi có được không? Dạ, em thưa thầy, cho em được cái RS nó làm nhiệm vụ là khi cái piston nó trở về vị trí như trên hình ấy ạ. Ừ. Thì nó làm cái RS đóng, thì khi RS đóng thì làm cho RS cái tiếp điểm của cái R1 nó sẽ liên nó chạm vào làm cái cuộn II1 ạ, nó đẩy. Thì trong trường hợp mà không có cái phần RS1 ạ. Ừ. Thì không có cái RS1 thì cái khi mà cái piston ấy nó đi hết hành trình lại trở về cái phía bên trái ạ. Ừ. Thì nó lại tiếp tục bị đẩy sang bên phải, nó không thể dừng được. À. Vì vậy phải có cái RS1 để khi nó về cái RS1 thì khi đó thì cái trở về vị trí sẽ bị mở ra và mình phải sử dụng cơ học mình ấn nó vào, dùng start ấn đi ạ. Ừ. Thì khi đó thì nó bắt đầu nó mới lại chuyển động tiếp được. Rồi. Là có bạn nào bổ sung cho bạn này không? Chứ bạn trả lời như thế cũng chưa đúng lắm, chưa đúng. À, đâu là cái RS1 em nhìn vào sơ đồ điều khiển, nó là cái tiếp điểm thường mở, đúng không? Nếu như tiếp điểm thường mở thì em ấn nút start thì có hoạt động được không? Không, khi đến có thằng kim loại đến thì nó mới. À, tức là cái RS1 ở đây nó sẽ làm nhiệm vụ cho chúng ta là báo cho chúng ta là cái bắt đầu cái hành trình mới, nếu như chúng ta phải ấn nút start thì mới hoạt động. Hay là cái khác là cái RS1 ở đây nó phải lắp đúng vị trí ở cái cuối hành trình, mà khi cái lò xo nó hồi về vị trí đó, nó lùi hồi về vị trí thì cái quả bít hay là cái quả bít tông nó phải về kịch hành trình và lắp RS1 phải đúng cái vị trí đó để đèn nó báo sáng, đồng thời tiếp điểm thường mở thành thường đóng. Ở đây chúng ta không có cái tự động là cứ về xong lại tiếp tục đi, về tiếp tục đi thì chúng ta chưa có, mà đây chúng ta mới đang gì dùng một cái quy trình hay là một cái chu trình. Khi nào chúng ta ấn nút start thì bắt đầu thực hiện chu trình, xong chu trình nó lại về và chúng ta lại phải ấn tác động cái nút start. À, lên là cái rene, cảm biến tiệm cận RS1 ở đây nó báo hiệu cho chúng ta là bắt đầu chu trình, bắt đầu làm việc được, thì lúc đó chúng ta ấn nút được. Nên là cái RS1 chúng ta, nếu như chúng ta muốn lắp RS1 vào đây thì chúng ta phải lắp đúng vị trí ở cái quả bít tông ở cái hành trình cuối của lọ. Còn nếu như chúng ta bỏ RS1 đi thì ta phải lối coi là cái dây coi là liền với cái start. À, hoặc là bỏ đi RS1 và lắp vào đó luôn một cái bóng đèn, hay là với cộng một công tắc hành trình, tức là cái xi lanh đó khi lùi về kịch đó chạm công tắc hành trình đèn sáng, tức là bắt đầu đèn nó sáng chúng ta có chu trình mới ấn nút start. Thế còn RS1 ở đây chỉ làm nhiệm vụ là gì, nhận biết được là cái bít tông về hết hành trình đèn nó sáng, đúng không? Vì đây là các em nhìn thấy thường là RS1, RS2 là lên cảm biến từ, đúng không? Mở cảm biến từ như các em nhìn hôm nọ thầy giới thiệu ấy, thì thường người ta sẽ lắp vào đây một cái con đèn led, là khi nào nó chạm hay là cái từ nó đến cái cảm biến từ thì đèn nó sẽ sáng và đóng mạch thường mở thành thường đóng. Lên RS1 bắt buộc là phải lắp đúng vị trí
Và nhiệm vụ thứ hai là nó báo cho chúng ta biết là à, chu trình chúng ta bắt đầu làm việc được, và chúng ta ấn nút thì bắt đầu là thực hiện nó đi, còn nếu không ấn nút thì nó đứng nguyên. À, đấy, đấy là cái RS1 nhé. Chứ còn có một bạn bảo là à, RS1 làm cái chu trình mà lặp đi lặp lại liên tục. Nếu như lặp đi lặp lại liên tục thì ngoài cái cảm biến RS1 lắp dịch lên thì người ta còn phải có thêm cái một cái nút nữa là cái nút để mà dừng lại, chứ không thì biết dừng lại bằng cách nào. Đấy thì đây là một cái chúng ta mới đang dừng lại ở là một chu trình, một chu trình chứ chưa đi là chu trình tuần hoàn, là cái trạm này thì tự động chạy ra, ra trạm lại lùi về, thì chúng ta chưa đi được đến cái đó nha. Thấy chưa, ví dụ này có bạn nào cần có câu hỏi gì nữa không? Alo. Em thưa thầy là cái này là cấp phôi tự động sao người ta không để cái nút start là thường đóng luôn, ví dụ khi nào dừng thì bấm. À đúng, à đúng rồi, nhưng mà nó có cái vấn đề xảy ra là nó cái nút start đó nó lại phải kết nối được với cái phần à cái phần tiếp theo cái tín hiệu ở trên đi về nữa, chứ không nếu mà cứ cấp phôi mà liên tục thì làm sao nó đầy ra rồi, chứ là phải có gì bên kia cái nhận thì nó mới cấp ra, em hình dung chưa? À, chứ không phải là gì ví dụ và rồi đây cấp cho máy khoan chẳng hạn nhé, thì bao giờ cái khoan kia nó khoan xong nó đi lên rồi thì bắt đầu mới được gì đẩy phôi được vào tiếp đấy. Thì cái nút start đây thực tế là đang muốn nói là đây là cái tín hiệu, người ta phải lấy cái tín hiệu start này làm cái là cái đầu vào của một tín hiệu bên ngoài điều khiển tác động vào. À, đấy là cái mà chúng ta cần chú ý ở điểm đó. Được chưa, có câu hỏi gì nữa không? Em thầy cho em hỏi chút là ở cái trạng thái mà khi mà piston đi đến RS2 đấy, thì là lúc này là RS2 từ thường mở thành thường đóng, thì lúc này là R2 sẽ từ thường đóng thành thường mở. Như vậy là sau khi mà nó lùi về vị trí ban đầu ấy thì là R2 sẽ lại trở lại trạng thái ban đầu, là cái lại đóng trở lại. Đúng rồi. Tức là cái R2 là cái gene trung gian. Vâng. Một gene trung gian thì nó sẽ có, em biết rồi, nó gồm có hai phần thầy vừa nói. Một là phần nhận tín hiệu, hai là phần tiếp điểm. Ở đây chúng ta đang dùng một cái cặp tiếp điểm là thường mở, à thường đóng. Và khi vâng. có tín hiệu nó sẽ thành thường mở. Đấy. Vâng, vâng. Ừ, được chưa? Nào ví dụ này các em còn có câu hỏi gì nữa không? Nào ví dụ này còn câu hỏi gì nữa không em? Nào còn câu hỏi gì nữa không? Nếu không có câu hỏi gì thì chúng ta nghỉ 10 phút xong chúng ta lại tiếp tục nha. Vâng ạ. Ừ, rồi. Vâng ạ. Rồi.
À, chào các em. Ta sang cái phần điều khiển vị trí. Thì phần này là chủ yếu chúng ta nghiên cứu hay là cái tính năng của ba cái van, mà là van 5 cửa, 3 vị trí. Bình thường thì mấy phần trước chủ yếu là chúng ta đang nghiên cứu cái van 2 vị trí để đảo chiều cơ cấu chấp hành. Thế thì cái van 5 cửa 3 vị trí này, mục tiêu chính là có thêm cái vị trí thứ 3 để chúng ta dừng lại ở cơ cấu chấp hành ở một vị trí mà chúng ta mong muốn, hay là chúng ta đưa ra cái vị trí mà chúng ta có thể thực hiện cơ cấu chấp hành, chúng ta làm được những cái yêu cầu hay có những cái đặc tính mà chúng ta muốn có. Thì đầu tiên chúng ta đi vào cái van 5 cửa 3 vị trí đóng giữa. Ở đây các em nhìn hộ ở trên slide có cái hình mô phỏng cho 3 cái trạng thái, và bên cạnh là cái sơ đồ về ký hiệu của cái van này. Thì các em thử xem cho thầy xem là cái trạng thái thứ nhất, trạng thái thứ hai và trạng thái thứ ba, thì cái trạng thái thứ nhất và trạng thái thứ hai thì có khác gì cái van 5 cửa 2 vị trí không? Thế còn cái trạng thái thứ ba nó sẽ cho chúng ta những cái gì? Đấy. Nào, mời bạn nào xem nào, thử phân tích cho thầy là cái trạng thái thứ ba này. Cái này thì đã được giới thiệu ở cái ở một cái phần khí nén trước cũng thế rồi. Thì ở đây chúng ta cái phần này chúng ta phối hợp với điện, thì cái van này nó có những ưu điểm gì ở đây nào? Nào bạn nào nào? Alo. Nào thầy thử mời một bạn thế nào. Nào mời Đinh Ba Thắng đâu rồi? 2017 1756. Thầy có em à? Ừ, thì em thử phân tích cho thầy cái van điện từ 5 cửa 3 vị trí điều khiển điện từ hai phía này xem nào. Đoạn này đóng giữa đây, thì hoạt động nó ra làm sao? Em cũng chưa rõ lắm. Ừ, chưa rõ thì bây giờ em nhìn vào cái sơ đồ đi. Em phân tích là cái A là cuộn hút, là cũng 500 điện mà. Thì cuộn B là 500 điện đây, thì trường hợp 1 thì nó như thế nào, thì dòng khí làm sao? Trường hợp 2, trường hợp 3. Đây em nhìn vào sơ đồ em phân tích luôn. Trường hợp 1 là cái cuộn hút nó đẩy sang bên trái thì lượng dầu sẽ vào sang trái. Cuộn hút khi nào, cuộn hút khi nào nó đẩy sang trái? Cuộn hút ở đây nó là 500 điện từ. Thế thì nó khi nào nó sẽ hút được sang trái? Khi nào khi ở cái hai cái có cái gạch chéo chéo đấy ạ. Ừ. Thế đây nó điện vào thì nó sẽ hút. À đúng rồi, tức là khi cấp dòng điện vào cái cuộn hút thì lúc đó là gì? Cái van điều khiển, đây là trường hợp là trường hợp van đóng trực tiếp, hay là cuộn lâm châm nó hút trực tiếp cái van điều khiển. Và tức là khi cấp điện vào cái cuộn hút A. Nó đang các em nhìn thấy nó đang màu vàng đấy, đúng không? Chứ là có dòng điện vào đó thì cái con trượt nó sẽ điều khiển sang bên trái, thì em nhìn thấy dòng khí nó đi như thế nào. Đấy là trường hợp thứ nhất. Nào em trình bày đi. Thế thì dòng khí nó sẽ đi vào 1 và đi lên tới 4 sẽ đẩy cái piston sang bên trái. Sang phải. Sang phải ạ. Ừ. Cái khí hai sẽ đi xuống 3. Ừ, chứ là cái khí thừa hay là cái khí ở trong buồng xin anh kia nó phải được xải ra ngoài. Rồi, đây là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ hai là sẽ cấp điện cho cái cửa
ở bên B. Ừ. Cô nút B thì nó sẽ đẩy cái piston sang bên trái. Rồi. À, thì rồi thì làm gì nào? Thì dầu sẽ đi từ 1 lên 2. Rồi thì đẩy cái khí đẩy từ 4 xuống 5. Ừ, rồi, đấy là trạng thái thứ hai. Bây giờ trạng thái thứ ba. Trạng thái thứ ba là không cấp điện thì dầu sẽ đi lên đều sang hai bên. À, đây là khí chứ không phải là dầu. Đây là khí. Nó là khí. À, sẽ đi đều lên hai bên, có phải đi đều lên hai bên không em? À, sẽ không đi ạ. À, thì nó không đi thì bây giờ xem nó có cái hiện tượng gì xảy ra? À, hiện tượng đứng yên, piston đứng yên. À, đứng yên. Tức là đây này, tất cả cái van 5 cửa 3 vị trí thì chủ yếu chúng ta quan tâm cái vị trí thứ 3 là cái vị trí mà nó sẽ quyết định cho cơ cấu chấp hành chúng ta ở dạng chế độ làm. Đối với dạng 5 cửa 3 vị trí đóng giữa này, đóng giữa, thì nếu như ở trạng thái thứ 3 thì nó làm cho xi lanh hay cơ cấu chấp hành đứng nguyên tại vị trí đó và khí đi lên cũng bị bịt lại, không cho vào. Hay nói cái khác là đây gần như gọi là phanh thủy lực đây, là phanh khí lén đây, đúng không? Chứ là khí sẽ ngắt luôn, không cho đứng yên lại vị trí, không có di chuyển được. À, tuy nhiên khi đứng yên như thế thì đối với những cái trường hợp mà các cơ cấu chấp hành dạng khác không phải là xi lanh, giả sử là dùng động cơ khí lén thì có được không? À, bây giờ ta không dùng cái xi lanh khí lén mà ta dùng động cơ khí lén thì có được không? À em, ta không dùng động cơ, ta không dùng xi lanh khí lén, ta dùng động cơ khí lén để có được không? Nào Thắng. Dạ thưa thầy là cũng như là không được. À không được. Thế tại sao không được? Chứ là động cơ chúng ta cũng muốn phanh động cơ đấy, thì ta dùng cái van này có được không? Được. À, nó là được thôi, vì nó là cơ cấu chấp hành. Một cái là gì? Thầy đã nói từ ngay được đầu là về cơ cấu chấp hành chúng ta có hai loại. Một là cơ cấu chuyển động tĩnh tiến, hai là quay. Hai tĩnh tiến chính là dạng xi lanh, còn quay chính là động cơ. Hay người ta gọi là turbo khí lén. Đúng không? Turbo khí lén thì cũng vẫn muốn quay được thì phải cấp dòng khí nó vào. Và khi nó vào được rồi thì phải có đầu ra. Và bây giờ khi chúng ta dừng lại này, chứ là chúng ta cấp cả hai vào, chứ là đứng yên, làm cho cái cánh công tắc đứng yên thì coi là phanh luôn. À, quá tốt, đây là phanh khí lén. Hay nói khác là van 5 cửa 3 vị trí đóng giữa thì nó thì gần như là dùng để phanh lại cơ cấu chấp hành, à, dừng cơ cấu chấp hành đúng vị trí chúng ta mong muốn. À, đây là cái van thứ nhất, dạng thứ nhất. À, van dạng thứ hai là van xả giữa. Nào, van này cũng mời một bạn thử trình bày xem nào. Bạn Đỗ Duy Quang hay nào? Bạn Quang đâu nhỉ? Quang đâu rồi? Quang đâu nhỉ? À, lại vắng rồi. Lại có tên nhưng xong lên. Ờ, thế Quang thử trình bày thế nào? Thầy, em chưa nghĩ ra cái gì vậy? Tôi nghĩ ra thì đây có cái sơ đồ thật, thế rồi em cứ trình bày theo đúng cái sơ đồ đi, hình 1, hình 2, hình 3. Xem là chúng ta cấp dòng điện vào như thế nào, rồi dòng khí đi ra làm sao. Trạng thái 1, trạng thái 2, trạng thái 3, có sơ đồ đấy rồi, em cứ nhìn vào đây em phân tích trực tiếp trên đó thôi. À, Quang trình bày đi. Thầy cho em suy nghĩ thêm được. À, thế à. Rồi, thế là mời bạn là Lê Công Luyện thế nào. Nào Luyện có trình bày được. Nào Luyện đâu rồi, trình bày thế nào. Luyện đâu nhỉ? Dạ, dạ. Ừ, em đang nghe được, em đang nghe được.
Ừ, em trình bày cái nguyên lý đi. Hoạt động của cái van 5-3 xả giữa đây này. Đấy, em trình bày nguyên lý của nó đi và xem cái trạng thái thứ ba thì nó làm cho cái cơ cấu chấp hành được cái chức năng gì. Đó, đó xem nào. Đây sơ đồ ở đây rồi. Đây có ba cái hình đấy. Hình thứ nhất là trạng thái thứ nhất, hình thứ hai trạng thái thứ hai và hình thứ ba là trạng thái thứ ba. Thì em thử xem là trạng thái 1 làm như nào được ra trạng thái 1. Mà trạng thái 1 thì dòng khí đi như thế nào? Trạng thái 2 thì dòng khí đi như thế nào? Và trạng thái 3 thì dòng khí đi làm sao? Đấy. Đơn giản thế thôi em. Em nhìn trên điện thoại hình hay bé á? Em là trên điện thoại là không dùng trên máy tính à? À, có nghe có cần phóng to không thì thầy phóng to ra. Tôi ừ, được chưa, phóng to được chưa, như này nó nhìn thấy không? Thầy zoom to lên giùm em ấy. Ừ, zoom to này được chưa hay là to nữa, được chưa? Đã nhìn được chưa, hết màn hình rồi đây. À, bây giờ thôi mời em chỉ cần phân tích cho cái trạng thái thứ ba thôi. Là trạng thái thứ ba. Đấy, trạng thái thứ ba. Cái trạng thái thứ ba. Cái trạng thái thứ ba là hai cuộn hút đều không có dòng điện thì dòng khí đi như thế nào? Và từ cái dòng khí đi như này thì chúng ta sẽ sử dụng cái van này được vào những cái phạm vi nào? Dạ. Nào luyện nó trình bày được không? Lúc đấy em nghe chưa kỹ. À, rồi ơi thế. Thì chưa kỹ nhưng mà bây giờ đây có thật rồi thì em phải trình bày thôi được rồi. Thôi ấy. Rồi thôi được rồi, thầy sẽ lại gọi một bạn khác vậy. Nào mời một cái bạn khác là Lê Khánh Tùng thế nào? Tùng đâu nhỉ? Dạ, em đây ạ. Ừ, em phải trình bày cái nguyên lý hoạt động của van 5 cửa 3 vị trí xả giữa thôi, em cái trình bày ở cái vị trí thứ 3 thôi nha, cho nó ngắn. Ở cái vị trí thứ ba này thì khi mà van sẽ lên ở cửa thứ nhất, sau đó thì từ cửa thứ nhất này chúng ta sẽ đi qua cái buồng onside từ A, sẽ đẩy van lên và đi lên vị trí thứ tư. Sau khi van về thì dầu sẽ chảy xuống vị trí thứ ba và kết thúc hành trình của máy. Thế thì lại sai rồi. Đây là thầy đang nói là cái nguyên lý hoạt động của cái van 5 cửa 3 vị trí xả giữa này. Đây có trên bên cạnh là cái hình mô tả hay là cái mô phỏng quá trình làm việc của van. Van này có 3 trạng thái. Trạng thái thứ nhất, trạng thái thứ hai và trạng thái thứ ba tính từ trên xuống. Thì em chỉ cần giới thiệu cho thầy hay là cái nguyên lý hoạt động hay là cái đường đi của cái dòng khí ở trạng thái thứ ba thôi chứ nó được chưa? Vâng, thì em nói cái đường đi của dòng khí ở trạng thái thứ ba. Ừ, đúng rồi. Ở trạng thái thứ ba thì khi mà piston đóng, trạng thái thứ ba là trạng thái mà gì, cả cái cuộn hút A và cuộn hút B đều không được cấp điện. Vâng, đều đóng. Đấy, trạng thái ba tức là hình từ trên xuống là hình số 3. Vâng. Đấy, em nhìn thấy dòng khí đi như nào từ cửa mấy về cửa nào? Dòng khí sẽ đi từ cửa thứ nhất sẽ đi về cửa thứ tư, sau đó đến cửa thứ năm và về vị trí. Đâu làm gì có dòng khí, em nhìn cái mũi tên nó vào cửa nhất làm gì có. Cửa thứ nhất làm gì có khí nào đâu.
Cửa thứ nhất làm gì có dòng khí nào đi đâu đâu. Đang trình bày từ trên xuống thôi. Không, đấy là trạng thái thứ nhất rồi. Bây giờ thầy bảo em chỉ cần làm cái trạng thái thôi, rồi em làm từ trạng thái thứ nhất đi được, xem có trình bày được không nào. Ở đây là em tập, em thầy nói rồi chứ là thầy trình bày, nhưng mà để bây giờ các em hiểu và em trình bày lại thì đấy mới là của em được, chứ còn nếu không ấy thì một lúc sau thì em lại quên mất, hiểu chưa? Ừ, thì em thử trình bày lại lần nữa thế nào. Ở cái trạng thái thứ ba, khi mà vị trí A và vị trí B đều không được cấp điện, ừ, thì lúc này thì cái dòng khí từ cả hai phía nó sẽ đi về cái cửa cái gì cái ô thứ tư và thứ năm, sau đó chảy về ô thứ năm, đồng thời cũng là qua cái dòng thứ nhất và thứ hai, dòng thứ hai vào thứ ba luôn. Nó sẽ không đi qua vị trí thứ nhất, bởi vì là lúc đấy thì cửa A và cửa B đã đóng rồi, cho nên là lúc này mình cái piston nó sẽ không hoạt động nữa và chỉ dừng ở cái trạng thái đứng yên thì thôi. À, có đứng yên không? Có đứng yên không? À, thế thì lại là không đúng rồi. Rồi thôi rồi. Em Tùng đừng ở đấy nha. Đứng à thôi được rồi, để nghe các bạn khác xem, bạn khác trình bày cho em xem nha. Là mời Lê Văn Quang trình bày lại cho bạn Tùng nghe nào. Lê Văn Quang đâu? Nào Quang trình bày đi. À alo thầy. Ừ. Em vừa đi ra ngoài đường một chút, tí nữa em về nhà rồi. À đang đi trên ngoài đường à? Dạ vâng, em mới ra đây ngồi một chút ạ. À, thôi được rồi, thế nào mời bạn Lương Mạnh Cường trình bày lại thế nào. Dạ em thầy. Ừ, em trình bày lại cho bạn nghe nào, cho bạn Tùng nghe nào. Trạng thái cuối cùng thì hai đều không được cấp điện. Đúng rồi. Thì em nghĩ nó cũng dừng lại chứ ạ. À, nó có dừng lại không? Thì cái cửa số 1 nó không có dòng khí nào đi qua cả. Ừ. Dòng khí là đi dòng từ 4 khí về 5 và thứ 2 về 3. Ừ, thế dòng khí nó đi về như thế thì cái cơ cấu chấp hành nó có dừng lại không? Và có tác động vào cơ cấu chấp hành thì nó làm sao? Cả hai bên của piston. Ừ. Nó đều mất khí. À, đều mất khí. Thế thì bây giờ chúng ta điều khiển được không? Hay là chúng ta là tác động bên ngoài vào có được không? Tác động bên ngoài vào. Ừ. Mất khí thì nó là thành chân không. À, có phải là chân không không? Không phải chân không đâu. Rồi, thế là chắc là vẫn thôi rồi. Cảm ơn các bạn. Các em nghe chừng là vẫn chưa hiểu. À, ở đây đang là van 5 cửa, 3 vị trí. Và chúng ta quan tâm ở vị trí thứ 3. Vị trí này gọi là vị trí xả giữa. Thì các em nhìn thấy với vị trí thứ 3 là cả hai cuộn hút đều không được cấp dòng điện nào vào đó. Thì dòng khí ở hai buồng hay là của cái cơ cấu chấp hành của hai buồng đó, nó được xả ra ngoài hết. Thế thì từ cái xả như thế này thì chúng ta đây là nếu như chúng ta mà có tác động hay là chúng ta cầm cái cần xin anh, chúng ta kéo đi kéo lại thì có được không? Có, kéo được. Đấy chính là trường hợp mà xin anh mới, chúng ta muốn kiểm tra cái tính năng làm việc của nó thì chúng ta gì mở hai cái nút này ra, chúng ta cầm, chúng ta kéo đi kéo lại được. Thì ở đây nó cũng là trường hợp như vậy, tức là chúng ta mở hai cái đầu để cấp cho xin anh, chúng ta mở ra ngoài không khí. Và vì mở như vậy nên chúng ta có thể cầm cái cần xin anh, ta kéo đi kéo lại như mong muốn. À, thế thì cái van này nó có tính năng là như vậy. Thế thì nhờ cái tính năng này thì người ta có thể làm được các cái việc là sau khi chuyển về trạng thái này thì chúng ta có thể điều khiển cái cần piston bằng cái tác động bên ngoài tới vị trí chúng ta mong muốn một cách gì chính xác, hay là một cách mà chúng ta tùy chúng ta muốn đặt ở vị trí nào cũng được. À, ví dụ các em học môn robot thì trong robot có cái môn có một cái phần lập trình cho robot. Khi lập trình cho robot thì ngoài lập trình online, lập trình offline thì nó có một chế độ là dạy học cho robot. Mà dạy học cho robot tức là chúng ta phải
dạy cho nó từng bước một, à bước một đi đến điểm này, bước hai đến điểm kia vân vân, thì chúng ta chỉ về cái chế độ giả sử dùng khí nén này. Còn nếu điện thì tất cả các động cơ xe cua đó là phải ở chế độ mở phanh. Còn nếu dùng xi nhan khí nén hoặc thủy lực thì chúng ta phải chuyển về cái trạng thái là mở giữa này, thì chúng ta cầm luôn cái cần đó, cần bít tông hay là cái cầm cái đầu của robot đó, chúng ta kéo tới cái vị trí mà chúng ta cần đến. Chúng ta đến điểm đó rồi, chúng ta gì nhớ lại và chúng ta lại tiếp tục kéo đến vị trí thứ hai, thứ ba, hay là đúng cái chu trình chúng ta muốn cho robot hoạt động. Thế để làm việc đó thì bắt buộc chúng ta phải dùng cái dạng loại cái van mà ở trạng thái mà phải ở mở giữa này thì nó mới thực hiện được. Và thì đấy là cái van mà để thực hiện được cái chức năng là biến để các chế độ thử cho nó. Thì đấy là cái trạng thái thứ loại thứ hai. Loại thứ ba là loại cấp giữa. Thì loại này thì các em nhìn ở trên cái sơ đồ, hay là cái sơ đồ ký hiệu hoặc là cái sơ đồ mô phỏng, thì thấy trạng thái thứ ba, nếu khi chúng ta cung cấp vào thì ta thấy là cái dòng khí từ cửa số 1 sẽ cấp lên cửa số 4 và cửa số 2, tức là sẽ cấp vào luôn cho hai cái buồng, cấp vào cho hai cái buồng của cái xi lanh. Và khi cấp vào hai buồng này thì về cơ bản thì xi lanh sẽ đứng yên nếu như cái diện tích của hai buồng đó bằng nhau. Vì chúng ta cấp cùng một dòng khí, cùng một lưu lượng, cùng một áp suất, thì chắc chắn cái lực nếu như diện tích bằng nhau thì nó sẽ cân. Còn nếu như diện tích không bằng nhau thì nó sẽ cái bên nhỏ nó sẽ bị đẩy đi. À, chính vì vậy với cái van mà gọi là cấp giữa này thì nó có một ưu điểm là người ta sẽ khuyến cáo nếu như dùng là cơ cấu chấp hành là loại tịnh tiến thì lên chọn loại xi lanh đơn giản, chứ là hai cái buồng là cân nhau. Còn nếu như chúng ta dùng cái xi lanh vi sai, tức là một bên đầu to, à một bên buồng không có cần và một bên có cần, thì chúng ta phải rất chú ý đến là cái có cái cơ cấu phanh hoặc là cơ cấu gọi là giữ cái đầu bên tài hay là cái diện tích nhỏ để không bị trôi, hoặc là dùng lại xi lanh khí nén loại không cần, loại xi lanh không cần, thì nó sẽ đảm bảo được cái quá trình đó. Nên là với ba cái loại này thì chúng ta sẽ căn cứ vào cái vị trí số 3 để chúng ta sẽ mở rộng khả năng của các cái thiết bị của chúng ta, hay là thêm tính năng của các thiết bị thì chúng ta phải sử dụng các cái van mà có trạng thái thứ ba này. Bây giờ các em thử vào một cái ví dụ. Mà cái ví dụ này thì ở cái phần khí nén thì thầy cũng đã đưa ra rồi, tức là một cái phân xưởng hay là một cái nhà kho mà có cái cửa thông gió. Bây giờ chúng ta dùng khí nén để chúng ta xi lanh khí nén để chúng ta đóng mở cái cửa đó, nhưng mà đóng mở theo cái cách là nếu như chúng ta thấy cái trong nhà nó gì cơ bản nó gió nó đã ổn rồi thì chúng ta mở ít, còn nếu như nó quá nhiều chúng ta đóng chặt, và nếu như chúng ta ít quá chúng ta mở to, hay là chúng ta có thể mở tùy ý cho chúng ta. Và nó như là ở nhà các em, ở nhà cửa sổ các em hay lắp cái cửa thông gió bằng cái cửa chớp lật ấy. À cái cửa chớp lật đây cũng là một dạng thế, nhưng chớp lật là chúng ta điều khiển bằng tay, còn đây thì là gì, chúng ta sẽ điều khiển bằng khí nén. À, đấy thì buổi trước nữa thì thầy cũng đưa ra cái ví dụ này, nhưng toàn bộ dùng 100% là điều khiển bằng khí nén hết, không có tí điện nào cả. À, và bây giờ thì vẫn là ví dụ đó, nhưng tôi sẽ sử dụng là bằng điện khí nén. Thì các em xem hộ cái sơ đồ của điều khiển bằng khí nén và sơ đồ điều khiển bằng điện xi nén thì cái nào nó sẽ có nhiều ưu điểm hơn. À, đấy, mời các em xem lại ví dụ trước và cái ví dụ này. Còn với ví dụ này thì các em đầu tiên là trình bày cái nguyên lý làm việc trước, sau đó sẽ so sánh phương án là dùng 100% là khí nén
và cái phương án này là dùng điện tử, cho nên là dùng điện khí nén để điều khiển. Đấy, mời các em, cho các em một vài phút để các em nghiên cứu. Gần 50 giờ lại cái slide trước ra chúng ta sẽ thấy. Vâng ạ. Nha, nào bắt đầu. Nào, được chưa nào, mọi người bạn nào nào? Nào, hay thầy này phải gọi à? Bạn nào xung phong không? Nào, Nguyễn Đắc Trọng nó rồi, Trọng nó rồi, trình bày thế nào? Trọng nó rồi, trình bày thế nào? Trình bày nguyên lý hoạt động này xong rồi so sánh. Đây là... khi mà mình cấp điện mình đóng cái công tắc thường mở này đóng xuống thì dòng khí nó sẽ đi lên bên trái này và đẩy piston sang bên phải. Ừ.
khi nó đến cái chỗ RS1 này thì nó sẽ điện từ nó sẽ báo thì cái đấy này nó sẽ đóng xuống khí khí nó sẽ làm đẩy cái bít tông từ bên phải sang bên trái ạ. Dạ, lại đã đẩy về à? Có đẩy về không? Đây là cái van 5 cửa 3 vị trí cơ mà em. Vâng. Em là ở cái trạng thái thứ hai ạ. Ừ. Trạng thái thứ nhất thì khí nó sẽ hồi về ấy rồi. À, có đúng chưa nào? À, đúng chưa nào? À, chưa đúng rồi, Trọng à, trình bày chưa rõ, chưa được rồi. Nào, thế mời thêm một bạn là Nguyễn Hải Hoàng hay nào? Hoàng đâu rồi? Có trình bày được không? Em thấy em không ạ. Nào, Nguyễn Quốc Cường hay nào? Dạ em mới thấy em cũng chưa trình bày được. Dạ cũng chưa trình bày được à? À Nguyễn Thế Anh có trình bày được không? Thế Anh đâu giờ có trình bày được không em? Thầy cho em trình bày được. Ừ em trình mời em nào. Dạ. Em thưa thầy là khi mình đóng đóng công tắc thì PP1 thì sẽ đẩy sang bên phải, làm bít tông đẩy sang bên phải ạ. Ừ, đẩy sang bên phải. Cái bít tông đẩy sang bên phải, em nghĩ là nó qua cái cảm biến này S1 thì nó sẽ làm đèn sáng báo hiệu là hết hành trình ạ. À, thế là đúng chưa? À, thế thì lại chưa đúng rồi. Em nghĩ vậy thôi, thì không biết. Ừ, thế thì chưa đúng rồi. Cái đầu bài của người ta, em xem đầu bài là có hai nút ấn. PP1 và PP2. PP1 dùng để mở cửa, PP2 dùng để đóng cửa. Và chúng ta có thể phải dừng lại ở bất kể vị trí nào cũng được. Thế từ đầu bài như thế, người ta mới đưa ra cái sơ đồ ghi nén với. Và đóng cửa rồi thì chúng ta sẽ gì? Bật cái đèn báo hiệu là đèn là cửa đã đóng được hoàn toàn. Thì ở mấy buổi trước thì thầy đã đưa ra một cái sơ đồ một toàn bộ là bằng khí nén hết, tức là nó sẽ phải có đến 4 van, và để thực hiện nhiệm vụ đó vẫn là một cái van là van để đảo chiều 5 cửa 2 vị trí nhưng điều khiển bằng khí nén, và dùng 2 cái van 3 cửa 2 vị trí để điều khiển chính là cái nút bấm mày đá chơi đi đá chơi điện, và một cái van để đóng cái bóng đèn, tức là đến khi đóng cửa rồi. Thế thì vì nó quá cồng kềnh như vậy hay là quá phức tạp như vậy thì người ta dùng phương pháp điện khi lén, thì người ta 4 van người ta chỉ có cần gì, 1 van 5 cửa 3 trạng thái thực hiện ngay được. Thế thì với cái phương án làm như này nó đơn giản hơn, gọn nhẹ hơn, thì người ta dùng cái sơ đồ hay là dùng cái điện khi nén để điều khiển, dùng một cái van 5 cửa 3 vị trí đóng giữa điều khiển hai phía bằng điện từ. À cái quận hút ở bên tay trái, quận hút ở bên tay trái làm nhiệm vụ để mở cửa. À mở cửa tức là khi chúng ta ấn nút PP1 thì quận hút bên tay trái nó sẽ đóng. Mà quận hút nó đóng thì nó dẫn tới xin anh sẽ mở ra, và khi tới vị trí hay là thấy cái khí nó ổn rồi thì chúng ta sẽ ngắt điện đi, và ngắt điện nó sẽ trở về trạng thái thứ ba. Trạng thái thứ ba là đóng giữa, tức là tất cả các cái cửa đều bị bịt lại, tức là xin anh đứng nguyên ở đấy, không có di chuyển được đi đâu cả, đứng nguyên mở cửa. Và khi nào chúng ta thích mở đến đâu thì chúng ta cứ mở. Thế còn bây giờ chúng ta muốn hạ lại thì chúng ta lại cấp điện, lại là ấn nút PP2, tức là cấp điện cho cái cuộn hút bên tay phải. Và khi cấp cho cuộn hút bên tay phải thì xin anh hay là cái bít tông nó sẽ thụt về, và nó thụt về tức là nó đồng nghĩa với là gì, kéo cho cái cần
là cái cửa được đóng lại. Và cửa đóng lại đến khi nào cái cửa đó nó sẽ chạm cái công tắc hành trình thì trước là đèn nó sáng thì báo hiệu à cửa đã đóng kín rồi. Đấy, đấy là cái sơ đồ nguyên lý mà điện khi lén người ta làm. Thế còn cái sơ đồ 100% khi lén mà buổi trước nữa thầy có cho ví dụ ấy, thì cái sơ đồ khi nén nó sẽ khác đi, nhưng mà tính năng làm vẫn việc như vậy. Để so sánh hai sơ đồ này hay là thì chúng ta thấy cái sơ đồ điện khi nén nó đơn giản hơn rất nhiều về kích thước, rồi không gian lắp đặt các này nó cũng rất hay là rất là gọn nhẹ. Còn đối với khi nén ít nhất phải dùng đến 4 van, nó cồng kềnh hơn, đường ống đi nhiều hơn, phức tạp hơn. À, thế còn thằng này thì chỉ có dùng một cái van, còn tất cả là dùng điện. Thì với cái phương án này thì nó sẽ cho chúng ta cái kết cấu gọn nhẹ, rồi điều khiển nó cũng đơn giản. À, tuy nhiên nó có một cái nhược điểm mà thằng khí lén lại là ưu điểm, đó là khi đã dùng đến điện mà muốn đóng mở nó, phần lớn là người ta hay sử dụng các cái tiếp điểm. Và các tiếp điểm này thì có thể sinh ra các cái tia lửa. Và với cái tia lửa thì nó sẽ dẫn tới mất an toàn. Nên người ta mới, nếu như chỗ nào cần thật an toàn thì người ta bắt buộc phải dùng 100% khí lén. Thế còn các cái vị trí không quan trọng hay là cái mức độ an toàn nó vừa phải thì người ta sẽ sử dụng điện khí lén. Hoặc là chỗ yêu cầu an toàn ở mức độ thì người ta có thể làm các cơ cấu gọi là nâng cao độ an toàn. Ví dụ các em nhìn thấy là ở các trạm xăng, ở các trạm xăng thì phần lớn ở các trạm xăng, hoặc là các em có người nhà, hoặc là các em có xem ở trong cái hầm nò khai thác mỏ ở dưới hầm, thì tất cả các thiết bị điện đưa xuống đó thì luôn luôn phải có cơ cấu gọi cơ cấu phòng lỗ. À, nên là em nhìn thấy ở các trạm xăng, từ cái bóng đèn, nếu cái bóng đèn trước bóng đèn sợi đốt rồi đến bóng đèn tip dặn thì huỳnh quang đấy, thì đều cũng phải được gì đặt trong một cái kính đó là để phòng xa khi có giả sử có chập hay là bóng điện nó bị cháy hoặc là chập nó tóe lửa thì nó chỉ cũng tóe bên trong nó không ra ngoài. À, và kể cả các cái quạt ở dùng ở trạm xăng thì ở cái chỗ đấu lối người ta cũng phải luôn luôn làm cơ cấu đóng kín. Và nếu giả sử ở đấy tóe lửa thì nó chỉ tóe lửa bên trong cái hộp đó, không được phát nước ra ngoài. À, và tương tự như với dưới hầm lò người ta cũng vậy. Thế vì với các cái trạm xăng thì cái mức độ mà bắt lửa là cực kỳ nguy hiểm, hoặc là ở dưới hầm lò thì cái khí mê tan hoặc các loại khí nó rất nhiều, nên cái vấn đề an toàn nó rất quan trọng. Thì ở đây nếu như chúng ta sử dụng cái đóng cửa thông gió này, nếu như các cái nhà xưởng mà hoặc là các cái kho mà cần độ an toàn thì người ta phải sử dụng bằng khí lén. Còn ở mức độ an toàn vừa phải, có thể dùng các biện pháp an toàn nâng cao độ an toàn thì người ta mới sử dụng cái loại này, chứ còn không thì người ta sẽ không dùng cái loại này. Đấy là một cái ví dụ. Mà so sánh với cái ví dụ trước thì chúng ta thấy là cái mức độ ưu việt thì rất ưu việt, nhưng nó có một nhược điểm là như vậy. Chuyển sang cái phần tiếp theo là cái tính khóa lẫn, hay gọi là cái trong cơ khí của chúng ta người ta gọi là khóa liên động. Khóa liên động tức là gì? Cái khóa liên động này là nó sẽ khóa cho các cái thiết bị hoạt động theo đúng chu trình, và người ta sẽ gọi là tính trước được là nếu như chúng ta mà để hiện tượng đó xảy ra thì nó sẽ làm hỏng hệ thống. À, và cái mục đích chính quan trọng nhất của cái khóa lẫn hay là thì đó là kiểm soát được sự an toàn hoạt động của cơ cấu chấp hành. Thứ hai, và luôn để ở cái trạng thái ở các cái mạch ở trạng thái là kết nối. À, với kết nối, ví dụ chúng ta nếu như giám sát hệ thống
mà muốn giám sát hệ thống thì phải luôn luôn nó phải an toàn. Thế hoặc là chúng ta thấy cái ví dụ ở bên cạnh cái sơ đồ khí nén gồm có một cái xi lanh khí nén cộng một cái van 5 cửa, hai vị trí điều khiển bằng điện từ. Nếu như mà chúng ta điều khiển cái van đó, chúng ta chỉ cần cấp tín hiệu I1 hoặc là I2, một trong hai cái đó thôi thì nó sẽ làm việc. Nhưng chẳng may bây giờ lên một lúc thế nào lại cả hai cái cùng được cấp vào, thì cả nếu chưa cả hai cái cùng cấp vào thì xi lanh cũng không làm được việc. Tuy nhiên vì cả hai cái cùng cấp vào, nó sẽ sinh ra một cái là có thể làm nóng luôn cái quận, vì không hút được mà nó làm nóng, và nóng có thể là gì, sinh ra cháy hoặc là sinh ra chập vân vân. Thế thì từ cái đó thì người ta mới đưa lên các cái dùng các biện pháp khóa lẫn, và khóa lẫn có thể dùng bằng khí nén. Nhưng nếu như dùng chọn bằng khí nén thì nó cái kết cấu nó cồng kềnh nhiều thiết bị, nên người ta mới đưa ra một phương án tối ưu là người ta sẽ dùng không dùng khí nén mà người ta dùng điện từ hay dùng cái mạch điện để khóa lẫn. Thì đây là cái trên sơ đồ là cái mạch mà các em nhìn là dùng toàn bộ là bằng điện để chúng ta thực hiện cái đó. Ở đây các em nhìn ở trên bảng, trên slide chúng ta thấy bây giờ chúng ta muốn đóng cho cái tiếp điểm hay là cái cuộn hút I1 thì ta dùng một con rone R1 đóng cái điện cho cái cuộn hút I2 thì chúng ta dùng R2. Nhưng bây giờ chúng ta phải phối hợp cái hai con rone R1, R2 này để làm sao nếu như chúng ta cấp cho I1 thì I2 không thể cấp được nữa. Đấy, nào xin mời một bạn nhìn vào cái sơ đồ để phân tích cái đường đi hay phân tích cái nguyên lý hoạt động của nó để nó tạo ra cái tính khoan lẫn của nó. Nào, mời bạn nào xuất phong hay thầy lại phải gọi là. Nào, mời bạn nào nào. Nào, mời bạn nào nào. Nào, mời một bạn thế nào, bạn nào thế nào. Nào, Vương Sĩ Phan thế nào, Phan trình bày thế nào. Phan đâu? Em đang suy nghĩ. Là vẫn suy nghĩ à? Thế nào thích mấy phút nào để thầy đợi cho để Phan trình bày đây. Nào, mời bạn Vũ Minh Quyên thế nào. Em đây ạ, em đây ạ. Thử trình bày đi, cứ trình bày đi, sai thì lại sửa chứ có gì đâu. Em thấy cái I1, I2 có phải là cái biểu thị của công tắc I1, I2 đúng không ạ? I1, I2 chính là cái cuộn hút của cái van 5 cửa hai vị trí phía trên đấy. Vâng, ta cấp vào đó. Thế bây giờ em mới dùng cái dơ le để chúng ta hay là để thực hiện để khóa lẫn. Nếu như dùng I1 rồi hay là cấp điện cho I1 rồi thì I2 cũng không được cấp, đúng không? Và ngược lại. Căng thẳng đấy. Tức là em cũng nghe hết từ đầu giờ nhưng mà kiểu cứ trình bày đi, sai đi, có thầy có cho điểm đâu, thầy mới đang để đang học cơ mà, đúng không? Em cứ trình bày đi, sai thì chúng ta sửa cái gì đâu. Cứ trình bày đi, sợ gì đâu. Sai thì chúng ta sửa cái gì đâu. Trả lời được cái luôn. Cô thầy chưa tạo thì đã ngồi sao em không ạ?
Nào thế Trần Văn Hương nào, trình bày đi nào, mày Hương đâu rồi, thử trình bày nào Hương. Dạ, dạ em đây. Ừ, em trình bày đi. Thầy à, chưa biết. Ừ, em trình bày nguyên lý thế nào. Em vẫn chưa hiểu nguyên lý lắm thầy ạ. À, vẫn chưa hiểu nguyên lý à? Em trình bày được không ạ? Ừ, ừ, nào thử thế nào. Là, em thầy là khi mình đóng cái công tắc P1 này này. Ừ, P1. Cái cuộn hút I1 nó sẽ được cấp tín hiệu và lúc này nó sẽ đưa piston đi từ trái sang phải. Ừ, rồi. Nhưng mà nếu mà chúng ta muốn cấp cho I2 thì buộc chúng ta phải, thì ta sẽ đóng P2 nhưng mà phải nhả P1 ra. P1, P2 là không được đồng thời đóng cùng nhau. Nếu đóng cùng nhau thì P2 nó sẽ chỉ một trong hai thằng này được thì thằng kia sẽ không có, và thằng này có thằng kia sẽ không. Ừ. Rồi, bởi vì cái R1 này này nó thường đóng và thường mở này. Đúng rồi. Rồi. Được chưa? Thế nào nghe bạn trình bày như thế thì có các em có thấy có hiểu không? À có cần bổ sung gì cho bạn hay không? Dạ em bổ sung được bạn. Ừ, bổ sung đi. Dạ vâng. Khi mà mình đóng cái P1 ấy ừ. thì là sẽ có tín hiệu đến R1 ấy. Đúng rồi. Và R1 nó sẽ đóng cuộn, đóng vào và bật cái con khởi I1. Ừ. Đồng thời nó sẽ cắt cái đường tín hiệu từ P2 chuyển xuống R2. À, đấy, chính đấy. Đây, cái khóa lấn là chỗ đấy đấy em ạ. Dạ vâng. Đấy, đây, tức là khóa lấn là chỗ đấy. Tức là các em hình dung là nếu như giả sử có bạn nào gọi là cố đấm ăn xôi, hai tay ấn luôn cả vào hai nút B1, B2 thì theo em là có hoạt động được không? Không ạ. À, thế thì phải nói rằng là nó vẫn hoạt động đó. Nhưng là khi vì hai tay ấn xuống thì chắc chắn có một cái trước cái sau. Đúng không? Thì cái nào trước nó sẽ hoạt động trước, còn cái nào sau thì không hoạt động được. Giả sử do một cái tay, ví dụ tay phải làm nhanh hơn chẳng hạn, thì tức là B2 nó đóng chẳng hạn, B2 đóng tức là chúng ta nhìn thấy cây cuộn, cái con dây le trung gian R2 nó sẽ được đóng, đúng không? Có cấp tín hiệu vào đó thì cây cuộn I2 nó sẽ làm việc, và khi cái R2 cái cuộn hút nó làm việc rồi thì nó đồng thời nó sẽ gì cho cái tiếp điểm R2 mà lắp ở trên cái cuộn R1 ấy, nó sẽ mở ra, thì lúc đó ấn B1 cũng không có tác dụng gì cả. Ấn B1 cũng không có tác dụng gì cả. Xin anh cứ đi, trừ khi bây giờ em gì nhả B2 ra cái thì em ấn được B1 thì lúc đó B1 mới làm việc. À, thế thì ở đây cái khóa lẫn là trong cái mạch đó người ta sẽ sử dụng một cái gọi là liên động. Ví dụ là ở đây dùng hai con dơ le thì hai cái tiếp điểm của hai con dơ le nó sẽ được gì đấu với nhau. Đấu với nhau tức là thường đóng của con này sẽ làm gì là cái tiếp điểm của cho con kia. À, đây là đấy cái tính khóa lẫn của nó ở chỗ đấy. Đây là các em nhìn thấy ở đây R1 và R2 là hai cái tiếp điểm mà để khóa lẫn nhau. Nhưng tức là ấn P1 thì chắc chắn cái tiếp điểm R1 đang thường đóng sẽ thành thường mở. Và ngược lại thì đấy tính chất khóa lẫn hay là người ta gọi là liên động là ở chỗ đây nhá. Từ đó thì chúng ta hai cái van mà cũng khá được sử dụng khá nhiều, đó là van tiết lưu, mục tiêu chính là lắp ở đầu vào hoặc đầu ra của xin anh, để mục tiêu là để mở rộng cái hay là để điều chỉnh được cái tốc độ của cơ cấu chấp hành điều khiển dòng khí. Thứ hai là van xả khí nhanh là để làm cho dòng khí nó đi một cách nhanh nhất, về được một cách nhanh nhất cho cái cơ cấu chấp hành hoạt động được nhanh nhất. Thì hai cái loại van này người ta được lắp rất nhiều ở các cái cơ cấu chấp hành. Ví dụ ở đây chúng ta xét cho một cái ví dụ là
người ta sẽ có một cái máy khoan. Cái khoan này thì sẽ được tự động phần kẹp phôi. Tự động phần kẹp phôi. Tức là chúng ta dùng một cái xi lanh để kẹp phôi chi tiết, nhưng sẽ có hai cái nút để bấm. Một là nút vào bấm một cái PP1 bấm thì kẹp chặt chi tiết. Và ấn một cái nút PP2 thì xi lanh nó sẽ nhả chi tiết để lấy ra. Nhưng nói với chu trình gia công thì nó phải có cái điều kiện. Điều kiện thứ nhất là chỉ được ấn nút PP1 khi đã có phôi đặt vào vị trí thì ấn nó mới, xi lanh nó mới ra. Còn nếu như không có cái nút PP1 hay là không có chi tiết trong đó thì ta ấn cũng không có tác dụng gì. Cái điều kiện thứ hai là khi phôi đã được kẹp chặt rồi mà cái đầu khoan đi vào gia công mà chưa gia công xong thì cũng không thể làm ấn được cái nút PP2 để lấy chi tiết ra. À, đấy là hai cái điều kiện để thực hiện. Thế thì từ điều kiện đó thì người ta mới thiết kế ra một cái sơ đồ khí nén. Và sơ đồ khí nén có rồi thì chúng ta mới gì thiết kế đến cái mạch điều khiển. Thế bây giờ các em sẽ trình bày cái mạch điều khiển này cho thầy xem là cái nó hoạt động ra làm sao. Và hai cái vị trí cảm biến NS1 và NS2 sẽ lắp ở đâu thì sẽ hoạt động được. Đấy, có hai câu. Một là trình bày nguyên lý. Thứ hai là vị trí lắp của hai cái cảm biến NS1 và NS2. Nào, mời bạn nào nào. Anh thôi để cho vài phút để các em trình bày. Hoặc là em nào xung phong luôn cũng được. Thầy cho em hỏi cái điều kiện của cái nhả vật ra là như nào ạ? À, điều kiện nhả ra là khi nào cái mũi khoan nó ra khỏi hết cái phần chi tiết thì mới được phép lấy, mới được bấm để cho xin anh đi ra ngoài. Còn nếu như mà xin anh mũi khoan chưa ra khỏi chi tiết hay là chưa về vị trí ban đầu thì sẽ không được lấy chi tiết, không được lấy, không bấm để điều khiển được. Chỉ cần cái đầu mũi khoan nó không chạm vào chi tiết là lấy được ra thôi. Ừ, chứ là phải rút ra khỏi, ít nhất là phải như thế. Vâng. Trả lời cho em. Nào bạn nào trình bày được không? Em ạ. Ừ, trình bày đi em. Thế là cái NS1 này thì có thể dùng cảm biến quang. Khi nào mà có chi tiết đặt lên thì cái cảm biến quang sẽ hoạt động. Thế này máy sẽ kín. NS1 chắc em dùng là cảm biến quang. Vâng.
Rồi, thế cảm biến quang như thế nào này? Là khi có chi tiết đặt lên thì sẽ đặt ngay dưới bàn máy. Đặt dưới chi tiết máy. Được rồi. Thế là dùng NS1 là em sẽ dùng là cảm biến quang và đặt dưới bàn máy. Thế là chi tiết đặt lên thì che mất cảm biến. Và lúc nó biến là thành gì? Đang thường mở hay thường đóng thì lúc ta sẽ kẹp được. Rồi xong một cái. Thế nên bên trường hợp lấy ra thì như thế nào? Thế là sẽ cấp điện cho I1 và I1 sẽ làm cho xin anh đi ra để kẹp chặt. Đến bây giờ ta lùi lại bằng cách nào? Bây giờ nó tháo ra đấy ạ. Ừ, là cái NS2 là lắp ở đâu để làm được cái đó? NS2 thì là nếu như mà khoan cái mũi khoan mà chạm vào chi tiết thì sẽ thành mạch kín. Thế là em sẽ để chạm vào chi tiết thì có được không? Em sẽ để một đầu ở quan một đầu bàn máy, mới chi tiết mà chạm vào mũi quan thì nó sẽ thành mạch kín. Thế này thì sẽ làm cho NS2 đóng lại. Nắp vào vị trí nào nào? Để trên đầu mũi khoan. À, đặt trên đầu mũi khoan đó. Bây giờ đầu mũi khoan thì làm sao mà đặt được em? Vì em trên cái cần mũi khoan. À, đoạn nào nào? Vị trên nào? À, ở trên vị trí mà mũi khoan nó rút lên hết rồi đấy. À, trước là NS2 chúng ta phải lắp một cái cảm biến, có thể là cảm biến từ hoặc là cảm biến quang hoặc là cảm biến điện dung đều được, là lắp ở vị trí trên cùng khi cái bầu khoan nó được rút lên một cách tối đa, thế là rút kịch lên trên thì lúc đó nó sẽ đi vào, hay là cảm biến sẽ xác định được là nó đã lên, nó ra khỏi vị trí cần gia công rồi, thì lúc đó cái NS2 sẽ biến thành thường mở thành thường đóng, và lúc đó chúng ta ấn BB2 thì xin anh nó sẽ mở ra, và mở ra thì chúng ta mới lấy được cái chi tiết ra. Thế thì ở ví dụ này là nó có vấn đề là cách lắp cảm biến, thứ hai là cái điều kiện mà gọi là liên động với nhau, là khi nào cái cảm biến đóng tín hiệu rồi thì mới được phép điều khiển ra cái an toàn đó, đúng không? Ví dụ NS1 là em dùng một cái cảm biến quang hoặc cảm biến từ đặt dưới cái đít phôi, đặt phôi lên thì nó che luôn hoặc là nó tác động vào, thì lúc đó cái mạch đó đóng kín và khi ấn nút thì nó sẽ gì, thực hiện được quá trình là kẹp chặt. Và khi lấy ra thì phải cái điều kiện là cái đầu xin anh gắn cái đầu của piston hay cái đầu của cái mang cái đầu khoan đó, nó sẽ gì, phải chạy về vị trí trên cùng. Trên cùng sẽ lắp một cái cảm biến vị trí vào đó. Khi lên trên cùng đó, nó sẽ cấp tín hiệu cho đã tới nơi rồi, hay là đóng cái NS2 đang thường mở thành thường đóng. Và vì như vậy thì nó sẽ làm cho chúng ta ấn nút được cái xin anh đi ra và lấy phôi được. Thì đây mới là chỉ là một phần của một thiết bị thôi nhé. Tất cả cái vừa rồi thầy nói đều là có một cái phần, hoặc là chúng ta đang giới thiệu một cái chu trình thôi. Chứ còn trong thực tế là người ta một cái máy tự động, người ta thường qua giờ cũng có hai chế độ. Một là chế độ tự động, hai là chế độ bằng tay. Chế độ bằng tay tức là chúng ta sẽ làm tự động từng phần. Còn chế độ một tự động hoàn toàn tức là đến nó chỉ ta chỉ cần gì, đặt thông báo thôi, nó sẽ máy nó làm tự động hoàn toàn, nó mang ra cái sản phẩm cuối cùng cho chúng ta. Thì nhưng ở đây chúng ta chỉ làm đang học và chúng ta đang giới thiệu từng phần thôi. Và chúng ta sang một cái loại nữa là điều khiển hẹn giờ. Điều khiển hẹn giờ hay người ta cái bộ này người ta còn gọi là timer. Thực tế cái hình dáng của nó là một bộ rơ le đóng chậm hoặc là mở chậm. Đóng chậm hoặc là mở chậm. Và con rơ le này thì có thể điều khiển, thời gian điều khiển có thể tính đến hàng giây. Ví dụ trên các em nhìn thấy là đang là từ 0 cho tới 12 giây. 12 của ôm rôn. Là chúng ta có thể điều khiển như thế này là cứ 6 giây là tự động nó sẽ làm việc. Thế thì nguyên lý của con rơ le, mà đã là nguyên lý của rơ le thì các em nhìn thấy cái sơ đồ ký hiệu và làm việc của nó. Sơ đồ
nó sẽ gồm có một cái cuộn hút, đây là cái nguồn đấy, và ở trên đó người ta sẽ có cái ký hiệu là có thể đặt được bao nhiêu dây. Thứ hai là các cái bộ mạch hay các cái bộ tiếp điểm. Mà nói đến tiếp điểm thì bao giờ cũng là gì? Thường đóng, thường mở. Ở đây, ví dụ ở đây cũng có hai bộ tiếp điểm. Có hai bộ tiếp điểm. Là một là thường đóng, đều là đang thường đóng cả. Và nếu như có tín hiệu thì chuyển thành thường mở. Thế thì với cái sơ đồ mạch điều khiển thì ta thấy là cái trạng thái là của tín hiệu là có 0 và 1. Thế thì nếu như sang trạng thái sau khi chúng ta cài đặt thì sau cái thời gian T đó thì ở cái trạng thái đang thường đóng sẽ thành thường mở và thường mở sẽ thành thường đóng. Thì đấy là cái nguyên lý của Joule thời gian. Thế thì chúng ta vào cái ví dụ ở đây là chúng ta có một cái sơ đồ khí nén gồm có một xi nhan khí nén và một cái van 5 cửa hai vị trí điều khiển bằng điện từ tác động hai phía. Thế thì chúng ta mới đưa ra cái sơ đồ điều khiển gồm có các phần tử là con Rene R1 rồi một con thời gian và hai cái quận hút để trường hợp thứ nhất. Thì chúng ta sẽ xem cái cách điều khiển nó như thế nào. Bây giờ mời một bạn trình bày xem nào. Nào một bạn nào thử trình bày xem là cái nguyên lý hoạt động của cái sơ đồ thứ nhất. Dạ vâng, để em trình bày ạ. Ừ, trình bày đi em ơi. Dạ vâng, khi mà mình đóng nút P1 thì là nghĩa là con cái cuộn R1, cái tiếp điểm R1 sẽ đóng và cái cuộn hút I1 nó sẽ hút cái van về vị trí như ở trên hình vẽ. Đúng rồi. Và xi lanh nó sẽ đi về, nó sẽ đi sang phải. Đúng rồi. Khi mà nó chạm vào cái tiếp điểm LS1 ạ thì sẽ kích hoạt cái con timer T1. Đúng rồi. Sau 3 giây thì con timer T1 nó sẽ đóng và truyền nghĩa là cuộn I2 nó sẽ hút cái và chuyển trạng thái của cái van sang chuyển trạng thái sang trạng thái 2. Xi lanh về. Nó sẽ lùi về. Đấy, tức là chúng ta sẽ là con Joule T1 ta đặt sau 3 giây thì nó sẽ gì? Nó đóng và sẽ chuyển trạng thái. Thế thì cái mạch này em có thấy là nó hay dùng ở chỗ vị trí nào không? Hay là hay dùng trong cái máy nào? Quạt ấy. Dùng máy nào? Của cái quạt đóng cửa quạt hút. Đóng mở cái quạt hút. Thì cũng là một cái gần đúng, nhưng mà cái quạt thì cái hút thì người ta cũng có thể dùng nó nhưng nó dùng cũng không nhiều. Hay nói khác là nó phụ thuộc vào cái công nghệ, cho nên là khi em đẩy xin anh, cho nên là đẩy cái quạt ra tới nơi, đúng không? Xong em giữ lại đấy vài giây, sau khi là để cho nó khô thì em gì lại rút cái quạt về, đấy giả sử thế. Thế thì ở đây người ta hay được dùng cái nguyên lý này cho hai cái nguyên lý mà họ gặp rất nhiều, đó là một là nguyên lý dán, hai cái chi tiết mà dán với nhau thì thường người ta dùng phương pháp keo, thì hoặc nếu như phương pháp gọi là bằng điện từ, chứ là dạng là cái hàn không tiếp xúc, hàn tiếp xúc ấy, thì chúng ta cũng dùng bằng cái này cũng được. Tức là sau khi chúng ta cấp cái dòng khí vào thì sẽ đẩy hai bề mặt dán chặt lại với nhau, nhưng mà nếu như chúng ta nhả ra ngay thì có thể có nguy cơ bong ra là rất dễ. Thế thì người ta mới dùng Joule thời gian là sau khi ép vào thì sau một cái thời gian nhất định tùy theo cái công nghệ của chúng ta thì chúng ta mới mở nó ra, thì cái mức độ an toàn hay là cái chất lượng sản phẩm nó sẽ cao hơn. Đấy là cái sơ đồ mà chúng ta dùng một cái con cảm biến thời gian, một con để chúng ta điều chỉnh cái hành trình lên xuống. Thế còn bây giờ chúng ta xem một cái sơ đồ bên cạnh là lúc này ta sẽ làm thêm một cái bộ mà chúng ta có thể là định cái thời gian bắt đầu đi hay là bắt đầu xin anh thò ra và thời gian gì bắt đầu xin anh nó tiến lại hay là cái. Thì ở trên sơ đồ bên tay phải sẽ đáp ứng được vấn đề đó. Thế bây giờ các em sẽ nghiên cứu một tí xong các em sẽ trình bày xem là đáp ứng như thế nào.
Nào, bạn nào trình bày họ nào? Dạ em ạ. Ừ, em trình bày đi. Vâng, đầu tiên là khi mà nhấn nút Start thì nó sẽ đóng con R1. Rồi. Và đóng R1 thì T1 sẽ nhận tín hiệu. Và rồi, sau thời gian T1 thì nó sẽ đóng tiếp điển ở T1 và nó sẽ đóng luôn R2. À, T1 đóng thì R2 nó sẽ đóng. Đó. R2 đóng thì nó gây ra hiện tượng gì? R2 đóng thì sau khoảng thời gian T2 thì nó sẽ cắt cái mở cái tiếp điểm T2. À, mở tiếp điểm R2. Và mở tiếp điểm T2 và mở tiếp điểm R2. Mở tiếp điểm T2 thì nó sẽ không có tín hiệu vào T1 nữa. À đúng rồi, thì nó sẽ chuyển sang trạng thái là cái T2. À ở đây thì nếu như trường hợp này chúng ta dùng hai dơ le thì tính chất khóa lẫn của nó là rất cao đúng không? À, tức là ở đây là chúng ta có thể dùng hai con dơ le thời gian thì chúng ta có thể đáp ứng được là à, cái thời gian bắt đầu đi xuống thì chúng ta có thể là dùng con dơ le thời gian để chúng ta thực hiện, và thời gian khi chạm công tắc hành trình thì chúng ta cũng thực hiện được là cái thời gian bao nhiêu lâu thì chúng ta mới cho nó về. À, đấy là hai sử dụng hai con dơ le thời gian cho hai việc là việc bắt đầu và sau khi là gì hoàn thành thì giữ lại bao nhiêu lâu. À, thế thì các cái này thì người ta sẽ dùng nhiều trong cái các cái sản xuất hàng loạt và nhất là các cái sản xuất mà có thời gian lưu. Thời gian lưu ví dụ là khuôn nhựa thì sau khi ép xong bao nhiêu giây thì mới phép được mở rồi, hoặc là các cái cơ cấu khác nếu như chúng ta cần phải có cái thời gian để nó ví dụ cao su thì bao giờ cũng phải có thời gian để làm sao cho nó cao su nó được lưu hóa được thì lúc đó nó mới hoạt động được. Thì ở đây người ta dùng dơ le thời gian, mục tiêu là như vậy. Rồi thế vào phần này thì mời các em còn câu hỏi gì nữa không nào? Nào mời bạn nào có câu hỏi gì không? Thầy cho em hỏi ở cái sơ đồ 2 đấy, sau khi mà T2 đọc à T2 mở ra thì R2 cũng mở hả thầy? Ừ, nó bắt buộc là R2 nó phải mở vì nó như thế thì chứ không là hai bên I1, I2 nó đều có điện mất thì hỏng đúng không? À đây thì rất khóa lẫn đấy. Còn khi T2 mà sau khi đóng vào rồi thì bắt buộc R2 ở cái T1 kia phải mở. Đúng không? Nào được chưa? Còn câu hỏi gì nữa không? Phần này thì không, nhưng mà em có một cái câu hỏi là khi mà em nhìn thấy một cái van khí nén ấy, thì em thấy một cái nút đỏ đỏ để bấm vào để nó gọi là nó đẩy xi lanh ra ấy. Thì không biết là thủy lực thì nó có cái nút đấy không hả này? À nó phải tháo, để nó phải tháo dầu ấy. À rồi rồi, câu hỏi thực tế rồi. Có bạn nào có câu hỏi giống thế không? Thầy sẽ trả lời luôn. Nào có bạn nào có câu hỏi giống bạn không? À, trên cái xin anh khi lén nó có một cái nút màu đỏ ở trên cái cuộn hút đúng không? Khi các em mà muốn chưa, giả sử em gọi đang thử nhưng chưa lắp điện hay chưa cấp điện vào cho cuộn hút thì ta ấn nút đó cái thì xin anh khi lén nó cũng làm việc. Đấy là gọi là chế độ bằng tay. À em ấn nút đó thì nó sẽ đẩy con xi lanh hay đẩy cái van ra đúng cái vị trí mà cuộn hút sẽ làm và nó mở cửa. À thế thì ở thủy lực nó không có nút đó nhưng chúng ta vẫn làm được như nó. Chúng làm được như nó, tức là các cái van điều khiển bằng thủy lực thì cái phần thò hay là cái phần con cái lõi răng nược đó nó có thể chạy dọc chạy xuôi và ở đuôi cái cuộn hút ấy thì bao giờ cũng có một cái lỗ và để cho cái nó chạy đi chạy lại. Thế thì chúng ta chỉ cần lấy một cái đinh hoặc là một cái que, một cái đường kính nó nhỏ hơn cái lỗ đó và chúng ta chỉ cần ấn vào một cái thì coi như là chúng ta đang điều khiển bằng tay
Chứ là đánh giá chúng ta dùng điện từ thì chúng ta đang dùng tay chúng ta ấn vào. Và ấn vào thì tự động gì? Nó sẽ là mở van và thủy lực nó sẽ đi xuống. Được chưa? Dạ vâng, ý là thò cái que vào rồi gãy thầy. Không phải gãy, một ấn chứ. Chứ là cái em nguyên lý của cái van này là cái nó chạy dọc trục đúng không? Cái cuộn hút của nó sẽ hút thì làm cho cái con chuột bên trong nó sẽ chạy dọc trục. Thế bây giờ chúng ta không có cấp điện vào nó thì chúng ta lấy cái que chúng ta ấn cái con chuột đó đi sang, ví dụ là cái cuộn hút bên phải thì ta phải ấn từ bên trái sang bên phải. Nếu mà cuộn hút bên trái thì ta phải ấn gì? Từ phải sang trái. Thấy chúng ta chưa? Dạ vâng, em hiểu rồi ạ. Ừ, chứ là đấy là gọi là cái mẹo để gọi là chữa thôi, chứ còn nếu không ấy thì chúng ta phương án 2 là chúng ta trích một cái nguồn bên ngoài cấp cho cái cuộn hút để nó làm. Nhưng mà nếu không trích thì ta lấy một cái chốt chúng ta đẩy luôn là được. Rồi nào, còn bạn nào có câu hỏi gì nữa không? Hello, con. Bạn nào có câu hỏi không nào? Nếu không có câu hỏi gì thì thầy sẽ tạm dừng hôm nay tại đây nhá. Vâng ạ. Nghỉ để tuần sau chúng ta tiếp tục. Nếu như có gì thầy thay đổi thì thầy sẽ báo ở trên nhóm nhá. Giả sử đi học. Vâng ạ. Vâng. Nếu thầy